giải mã những sự thật thú vị về Deki, fan thông minh lắm mới biết hết những điều này. Đây là Deki Sugi các bạn ạ. Thanh niên này chính là chuẩn con nhà người ta và được xem là hoàn hảo trong Doraemon. Nhiều fan thậm chí còn tỏ ra tiếc nuối hộ cho cậu bé này chính vì quá hoàn hảo mà Deki đã đánh mất tuổi thơ, không được tham gia vào bao nhiêu cái trò vui của nhóm bạn. Một số khác còn tiết lộ thêm rằng nhân vật này có nhiều khía cạnh rất bí ẩn và cả những cái điểm thú vị đáng để cho nhiều người học hỏi nữa cơ đấy. Vào việc luôn, để khám phá xem đó là gì các bạn nhé. Lai lịch bí ẩn của Deki. Riêng với Deki thì sẽ rất khó nói về lai lịch của cậu bé này. Tuy nhiên có một dữ kiện khá thú vị mà các fan đưa ra, đó là Deki là dân tỉnh lẻ mới chuyển lên thủ đô Tokyo. Bằng chứng cho cái việc này là những lần quay về quá khứ của Nobita, chúng ta không hề thấy cụ tổ của Deki đâu cả. Và nhiều người cho rằng dòng họ Deki có lai lịch từ cố đô Kyoto trong thời đại Mạc Phủ. Nhìn chung là cụ tổ chắc phải làm quan to, tể tướng, công công gì đấy, chứ không phải là dân thường đi cày cuốc như cái hội kia. Thanh niên này thì ngay từ cái tên đã thấy khiếp. Deki Sugi dịch ra có nghĩa là xuất mộc xam anh tài, giải nghĩa ra không gì là không thể. Chẳng phải nói nhiều về anh chàng này, đẹp trai, hát hay, học giỏi, thích nấu ăn vân vân, lại còn sinh ra từ vạch đích. Và trong một lần đến nhà Deki chơi, Nobita đã bị lạc vì quá rộng. Để mà nói về độ giàu ấy, thì nhà của Seiko cũng có khối tài sản cách xù, nhưng cái giàu của Deki nó lại khác với Seiko. Seiko là kiểu đại gia, còn Deki là trầm ảnh thế phiệt, con quan chức chính khách, không chỉ có tiền mà lại còn có quyền. Nên là bố mẹ giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, rất là ít khi thấy Deki xuất hiện ở sân bóng chày vì cái thời gian đấy để học hành rồi tiếp xúc với giới thượng lưu. Nhìn chung là cũng vì cái xuất thân như thế mà ngay cả Chayan đầu sỏ chuyên bắt nạt bạn bè cũng không dám nhờn với Deki. Khổ cái, đường tình anh thua, đường đua thì anh chấp. Mặc dù sinh ra ở vạch đích có tất cả, nhưng Deki lại phải đắng lòng đứng nhìn chân ái cuộc đời, đó là Suka về một nhà với Nobita. Và ở trong bộ truyện, Deki đã nhiều lần thổ lộ là thích Suka và muốn cạnh tranh công bằng không dùng bảo bối ở trong tập Trứng Thần Tượng Mẹ Hiền. Thật ra ngay từ tập số 1 thì chúng ta cũng thấy hình ảnh vợ tương lai của Nobita là cái cô nàng Chaiko, tức em gái Chayan. Như vậy có thể suy ra, trước cái thời điểm cái thanh niên tròn xanh kia tới thì Suka đương nhiên sẽ thuộc về Deki rồi. Bị nghi ngờ là yêu thầm Nobita. Vì cái thân phận là một nam phụ, Deki ít được tác giả đề cập đến các mối quan hệ, đặc biệt là trong chuyện tình cũ, ngoài cái chuyện cậu chắc chắn sẽ cưới vợ. Đã là nam phụ thì chớ chứ, thanh niên này lại còn bị đổ oan cho là bôi đê nữa chứ, đúng là đen thôi thì đỏ vẫn thế. Thật ra nguyên nhân xuất hiện cái vụ này là do mấy bạn fan quá thích hoặc không thì cũng thuộc vào hàng lầy bựa nên đã lùng sục suy đoán các kiểu con đà điểu, bằng mọi cách kiểu gì cũng phải gán ghép bằng được hai cái thanh niên này vào với nhau. Và sau đây là một số cảnh mà các fan đã nặng nặc khẳng định rằng người mà Deki thầm thương trộm nhớ chính là cậu bé ngốc nghếch hậu đậu Nobita của chúng ta bấy lâu nay. Anh em mời vào giải oan ngay cho Deki nhé. Đầu tiên đó là khi Nobita chạm nhẹ một cái, Deki nhìn Nobita bằng một ánh mắt nhẹ nhàng và hạnh phúc đến như vậy. Ủa? Mình thấy bình thường mà ta, có bạn nào thấy giống mình không nhở? Quá là trong sáng luôn chứ. Và tiếp theo, dù thời lượng Deki ở bên cạnh Nobita không nhiều như Doraemon hay là Suka, nhưng cả hai lại được vào sinh ra tử chiến đấu bảo vệ lẫn nhau. Ủa chứ cái này quá là bình thường luôn. Hai đàn ông con trai với nhau vào sinh ra tử là cái chuyện cứ hết sức là bình thường cân đường hộp sữa. Tưởng họ ngồi chơi búp bê với nhau thì mới là bất thường ấy chứ. Và một chi tiết nữa mà các fan đưa ra là khi cả lớp cười nhạo Nobita thì vẫn luôn có một ánh mắt lo lắng quan tâm âm thầm từ phía sau. Đó không phải là Suka mà lại là Deki. Quá vô lý, trong lớp có sự việc xảy ra thì quan sát đấy là cái điều đương nhiên rồi, có gì đâu mà lạ cơ chứ, các bạn nhở. Và thêm một cái chi tiết mà các fan chỉ ra nữa, đó là trong khi Nobita luôn tự ti về cái việc tất cả bạn bè trong lớp của cậu đều nghi ngờ về khả năng của Nobita và cho rằng cậu là kẻ vô dụng, thì Deki lại luôn tin tưởng và động viên Nobita rằng tớ luôn tự hào về cậu. Nói thật cái này người ta tốt bụng thì người ta quan tâm động viên nhau thôi mà, quá là bình thường như cân đường hộp sữa luôn, thế mà cũng suy đoán được. Nhìn chung ấy là sau vụ này anh em tóm lại với nhau là chẳng có cái gì ẩn tình ở đây cả. Cái điều mà bất thường duy nhất đấy là do người xem tưởng tượng đi xa quá giới hạn cho phép mà thôi các bạn nhỉ. Ai mà đồng ý Nobita và Deki chỉ là bạn bè bình thường thì comment ngay cái chữ yes xuống phía bên dưới các bạn nhỏ. Deki không hoàn hảo và cũng biết đùa. Nghe thấy đây thì nhiều bạn kiểu gì kỳ thế, sao bảo hoàn hảo lắm, không có gì là không thể cơ mà. Ai cũng mặc định là vậy, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn không thoát khỏi cái cặp mắt super soi của các fan cứng cựa. Và sau đây là một số chi tiết đã khiến cho các fan mạnh mẽ đưa ra kết luận rằng thực sự ấy, thì Deki không hề hoàn hảo như mọi người thường ca tụng. Và đầu tiên,
Đó là việc đôi khi cậu bé vì nể bạn bè mà làm những cái việc mình không được thích lắm. Ví dụ như ở trong tập truyền hình bắt đầu rồi, rõ ràng không thích bị kéo vào cuộc thi đấu của nhóm Nobita, Dorami và Doraemon Giant Sunio, nhưng mà cậu vẫn tham gia chương trình dạy toán dù cái mặt bí trị. Và tiếp theo nữa là khi giọng ca vàng trong làng phá màng nhĩ Giant tổ chức cái chương trình ca nhạc cấp khu phố. Đôi khi thỉnh thoảng thì vẫn tham gia, ngồi chịu trận cùng với các bạn. Và có lúc, mỗi mình đôi khi là chịu mua vé xem show ca nhạc ẩm thực của Giant giúp cho Nobita thôi chứ. Và còn chưa dừng lại ở đấy, trong một tập nói về người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, trong khi mọi người đều không tin cái lời cảnh báo của Nobita, thì đôi khi hoàn toàn tin tưởng và có lên kế hoạch tác chiến nữa chứ. Thì ra anh này nghĩ hôm nay là ngày cá tháng 4, Nobita đang nói dối nên là cũng hùa theo luôn. Nhìn chung thì cái ca này mình thấy nó cũng bình thường thôi mà các bạn nhỉ. Con người mà ai mà hoàn hảo hết tất cả mọi phương diện được cơ chứ. Với lại hơn nữa anh chàng này có phải là người máy đâu mà không có cảm xúc phải không nào. Tới Doraemon mèo máy chính hiệu mà tác giả còn cho 500 sắc thái cảm xúc, chứ nói gì là cái anh chàng phiên bản người thật này. Yes! Và trước khi sang cái phần tiếp theo thì cho mình hỏi là mọi người thường hay nhận xét bạn là cái người như thế nào ấy nhở? Ít nói, hiền lành, tinh nghịch hay là quá nghiêm túc giống đê khi ấy nhỉ? Đê khi gặp rắc rối vì cái tội quá nghiêm túc. Như vừa nãy chúng ta tìm hiểu thấy rằng đê khi cũng có lúc biết đùa. Tuy nhiên với lứa tuổi học sinh giống như tụi Nobita, Giant và Sunio thì thanh niên này vẫn bị liệt vào cái hàng quá nghiêm túc. Và chính cái tính nghiêm túc này đôi khi lại phát sinh những tình huống dở khóc dở cười. Và điển hình là phải kể đến trong tập phim Chuyến du lịch định mệnh của Nobita. Và ví như Nobita cảm thấy rất mệt, muốn bỏ cuộc thì Deki Sugi lại không đồng ý vì cả nhóm phải cùng lên đến đỉnh núi. Khi mà có người muốn ăn bento trước, Deki Sugi vẫn không chịu mà phải lên đỉnh núi mới được ăn. Và cũng ở trong cái tập này, ta lại thấy một đê khi cũng có phần rắc rối và vô dụng, có lúc bị bầy khỉ bắt trói làm con tin, phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè. Và dĩ nhiên, cũng có khi là đê khi Sugi phát huy cái sự nhanh nhạy để cả bọn thoát khỏi đám khỉ. Cuối cùng thì nhóm bạn cũng đã lên đến đỉnh núi, dù có đê khi thiên tài thì nhóm vẫn cứ là vẩy chót. Đối với đê khi thì thành tích nó chả phải là cái điều quan trọng, mà quan trọng là nỗ lực của bản thân. Fair play chính hiệu trong tình cùm. Nói thật là khi đứng trước việc chọn con tim hay là nghe lý trí thì thường anh em mồm sẽ bảo là lý trí nhưng mà hành động lại cứ bị là con tim cơ. Thế nhưng với ai thôi chứ cái thanh niên đê khi này lại khác các bạn nhé. Ở trong cái tập Shizuka trong quả trứng về sau được đưa vào Doraemon Stand By Me, Nobita đã dùng bảo bối để Shizuka thích mình. Nhưng đen một cái nhé, Nobita tính không bằng tác giả tính. Thế nên là nhờ tác dụng của món bảo bối mà Shizuka đã mê đê khi như là điếu đổ mê mà chữ E kéo cả ngày luôn. Tuy nhiên khi mà biết lý do Shizuka say mê mình ấy, Deki đã đề nghị Doraemon hóa giải cái món bảo bối này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Deki thừa nhận rằng anh rất là thích Shizuka, nhưng cậu không muốn lợi dụng bảo bối để đoạt lấy tình cảm của cô bạn. Và cái điều này càng làm cho Shizuka cảm kích và thích Deki hơn. Có một cái tập Nobita dùng bảo bối để thách đấu nấu ăn với Deki. Ban đầu thì anh chàng này cũng chả thích đâu, không đồng ý vì là cảm thấy chẳng nên hơn thua cái chuyện này. Nhưng sau đấy thì thấy thanh niên Nobita quyết tâm quá nên cũng đành đồng ý. Và cuối cùng, bảo bối bị hư thế là Nobita thua cuộc. Đê khi thì vẫn khiêm nhường cho rằng, ui mình nấu hôm nay chỉ tạm thôi. Còn Shizuka cũng hiểu được tấm lòng của Nobita, nên là dù rất là dở ấy, dở lắm luôn nên phải nói, chứ thực thế thằng nào nấu ăn dở thế. Mặc dù vậy thì Shizuka vẫn ăn hết cái món ăn mà Nobita nấu. Và đê khi đã mỉm cười vui vẻ về cái điều này, chứ không tỏ cái ý là khó chịu hay là ganh tị gì cả. Về sau thì khi Shizuka đã kết hôn với Nobita như một cái định mệnh, thì trước ngày cưới, Deki đã dù bận công tác ở mặt trăng nhưng vẫn tranh thủ về để chúc mừng Nobita, thật lòng chúc phúc cho hai người bạn từ thuở nhỏ ấu thơ của mình. Và các bạn ạ, mạnh dạn mình hỏi một chút là cái chàng trai như này có tồn tại ngoài đời thật không ấy nhỉ? Những cái thanh niên thế này nhá, cần phải được bảo tồn gấp, bảo tồn mạnh mẽ các bạn ạ. Chàng trai vàng trong làng độ lượng, cuộc gọi lúc không giờ, cuộc gọi lúc nửa đêm. Nói chứ ai mà nhận được cuộc này thì đúng là xanh mắt mèo và chưa chắc đã dám nghe máy luôn. Trong cái tập nhận diện thủ phạm hãm hại Deki, Nobita và Doraemon đã điều tra giúp Deki cái sự việc. Nhưng vào nửa đêm lại có những cái cuộc điện thoại quấy rối làm cho Deki không thể nào mà ngủ được, dẫn đến là chảnh mảng trong học tập. Thì ra là một học sinh trong lớp đã vì quá là gato ganh tị với Deki học giỏi và được bạn bè yêu mến nên canh lúc nửa đêm gọi điện thoại cho cậu. Bạn chơi gì mà ác thế chứ lị? Khi mà nghe điều này thì thay vì hổ báo cáo trồn xông vào cho đối phương một trận té tát tới tấp ấy, thì đôi khi lại quan tâm và hỏi han thủ phạm, khiến Nobita cũng tập lưỡi mà bó tay luôn. Thì ra có bạn xấu tính này đã học bài trước và ngủ từ chiều, canh đến đêm để lại quấy phá đôi khi. Và giờ thì kế hoạch bại lộ rồi, cậu ta khóc lóc vì khi cả lớp biết chuyện sẽ bị tẩy chay. Nhưng mà đôi khi đã bảo rằng, ồ, bạn yên tâm.
tâm, mình là mình sẽ không nói cho cả lớp biết đâu nhá. Và tha thứ cho cậu bạn ấy. Và khuyên bạn là con trai thì đừng có mà khóc nhè nữa, mẻ nhau làm cái gì. Đồng thời là hứa sẽ cùng nhau cố gắng trong học tập. Và chính vì cái tấm lòng bao dung đấy của Đề Khi đã khiến cậu bạn hối hận và cảm thấy mình là thật ích kỷ. Đùa chứ anh em ạ. Mọi người cần mạnh mẽ noi gương Đề Khi nhá. Người đâu mà toàn là tính tốt thế này thì ai mà lại được cơ chứ. Cao thủ khắc phục nỗi sợ hãi. Đề Khi Sugi không bao giờ cười nhạo bạn bè. Quá tốt, vỗ tay vỗ tay. Không chỉ chăm học đâu, Đề Khi cũng là một người say mê thể thao. Khi được nhóm Cheyenne rủ đi đánh bóng chày, cậu cũng rất hào hứng. Trận đấu nào có sự tham gia của Đề Khi một phát ấy là đội Cheyenne cầm chắc cái chiến thắng. Thế này thì phải rủ ác liệt đấy chứ các bạn nhỉ? Và những chi tiết này đều nằm trong cái tập tạo điểm yếu cho Đề Khi Sugi. Tình huống đưa ra là Nobita vì ganh tị với Đề Khi nên đã dùng bảo bối làm Đề Khi sợ cái quả bóng chày. Nhưng mà thay vì bỏ chạy khỏi nỗi sợ, cậu này tiếp tục trận bóng dù rất là run rẩy. Khi mà Nobita dùng bảo bối để Đề Khi Sugi sợ bài kiểm tra không làm được, dù cảm thấy rất là bất an với cái nỗi sợ mơ hồ, nhưng mà Đề Khi vẫn cứ là cố gắng để làm hết bài kiểm tra. Và cuộc đời mà, ui cái trình ở cái tầm rồi, vẫn là 100 điểm các bạn ạ. Nhìn chung là bên đó tính thăng 100 điểm, thế còn bên Việt Nam tính thăng 10 điểm. Vậy bạn đã được 10 điểm bao nhiêu lần rồi nhỉ? Comment ngay để xem ai là Đề Khi phiên bản Việt Nam các bạn nhá. Kiên định theo đuổi ước mơ hồi nhỏ. Bạn có mơ ước sau này làm nghề gì nhỉ? Mình thì thích đủ thứ nhưng cuối cùng dòng đời sẽ đẩy đi làm cho to be các bạn ạ. Nhìn chung là công việc nó chẳng liên quan gì tới mong muốn làm cô giáo hồi nhỏ cả. Tuy nhiên thì nhân vật Đề Khi không giống đa số cho chúng ta. Cậu ấy từ nhỏ đã mơ ước trở thành một nhà khoa học vĩ đại. Tưởng chừng đấy chỉ là ước mơ cho vui thôi. Ai mà ngờ đâu trong đám bạn, cậu là số ít thực hiện được ước mơ của mình. Bình thường người ta đi công tác nước ngoài, đây cậu đi làm phải công tác giữa trái đất và mặt trăng nha, giữa sao hỏa, thế nên mới khiếp chứ các bạn ạ. Cậu này thì cũng kết hôn với một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, người có thể cùng mình đi du hành khắp vũ trụ. Họ còn có một đứa con thừa hưởng cái sự thông minh, vẻ đẹp và cả tính cách tuyệt vời của cả hai. Ui ôi, thế này thì hứa hẹn em bé này cực kỳ ưu tú cho mà xem. Thế thì ai mà chơi lại cơ chứ. Hello hello, và sau đây sẽ là chuyên mục comment hay trả lời liền tay. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở trong video. Bình luận của Duy Nguyễn Suka tắm một ngày 3 lần lận chị ơi. Chắc là thời tiết nó ấm rồi em ạ, chứ tầm này như miền Bắc tầm này có bảo 3 ngày tắm một lần em ạ. Bình luận của bạn Phạm Thị Lam. Tôi biết đan sao 10 cánh. Uầy uầy siêu thích nhỉ. Ở đây còn ai biết đan sao 10 cánh nữa không nhỉ? Bình luận của Tinrin 1920. Cái ông ăn mì lúc nào ổng định ăn cũng đều bị phá. Đùa chứ, đúng là đang ăn mà bị phá, đen kinh khủng luôn, khó chịu ghê gớm luôn ấy. Bình luận của Hải Nguyễn. Con thì nhận được con ngoan trò giỏi thôi. Thế là giỏi rồi, cứ mạnh mẽ phát huy tiếp nhé.